Hai các bạn, đây là những con số mới nhất được cập nhật vào ngày 3 tháng 3 về số ca tử vong ở các nước trên thế giới do nhiễm COVID-19. Trong đó, nước Mỹ đã có 6 ca tử vong cùng nằm ở trong một bang Washington. Và theo tờ Daily Mail, tổng số ca nhiễm bệnh tại Mỹ tính đến nay đã là 101 ca. Hiện tại, các ca nhiễm COVID-19 đã lây lan đến 13 bang tại Mỹ, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Trước tình hình này, nhiều người ở Mỹ đã tranh thủ đi mua sắm, dự trữ đồ, từ khẩu trang, nước rửa tay, thuốc men cho đến thực phẩm và các đồ dùng cần thiết. Trong những hình ảnh ghi nhận tại nhiều siêu thị, rất đông người đến tập trung, xếp hàng dài mua đồ, thậm chí nhu cầu của người mua lớn đến mức các mặt hàng tại siêu thị nhanh chóng bị đánh bay, chỉ còn lại những kệ hàng trống rỗng. Sau khi số ca tăng nhiễm nhanh, người Mỹ tỏ ra lo ngại, mau chóng đổ xô đến các cửa hàng mua đồ tích trữ. Nhiều loại dược phẩm cháy hàng, trong đó có thuốc ho, thuốc cảm, chất khử trùng, nhiệt kế hay là khẩu trang. Một video chia sẻ trên Daily Mail cho thấy rất là nhiều người từ California đến New York đã tập trung tại các siêu thị mua đồ vào vài ngày qua. Họ tích trữ giấy vệ sinh, nước đóng chai, khăn lau và chất rửa khử trùng. Bên cạnh đó, thực phẩm như mì, thịt cá, đồ hộp cũng được mua rất là nhiều, thậm chí là sạch sẽ mọi kệ hàng. Không chỉ tập trung mua các nhu yếu phẩm mà nhiều người Mỹ còn chú tâm gom các loại dược phẩm. Tại một số cửa hàng ở miền Nam California, những mặt hàng như thuốc ho, thuốc cảm, nhiệt kế hay món đồ cần nhất trong việc phòng dịch, đó là khẩu trang đều đã cạn kiệt. Tại Hawaii, người ta mua nhiều hơn các mặt hàng đóng hộp, mì, nước đóng chai hay giấy vệ sinh. Ở cửa hàng tại New York, các kệ hàng vốn đầy ắp đồ nay đã trống trơn, đặc biệt là sau khi thành phố này xác nhận có ca nhiễm COVID-19. Thực tế, việc mọi người đổ xô đi mua sắm là điều dễ hiểu. Người Mỹ mua đồ dự trữ đơn giản vì họ cần chuẩn bị cho những ngày ở nhà tránh dịch sắp tới. Chia sẻ với tờ Daily Mail, một kỹ sư ở Austin, Texas cho biết: "Tôi đang mua một số thuốc trị cúm và thuốc giảm đau. Nếu tôi đợi đến tuần sau thì có thể không còn gì nữa để mua." Hiện tại, người Mỹ vẫn không ngừng đổ xô đi mua đồ dự trữ, còn các cửa hàng cũng đang đau đầu về việc cung ứng các mặt hàng trong thời điểm dịch COVID-19 đang lây lan. Video các bạn đang xem là video mình quay từ một cửa hàng Sam's Club tại thành phố Houston, Texas. Một cái thành phố mà chưa có bất kỳ thông tin nào báo là có ca nhiễm bệnh cũng như báo có bất kỳ ai tử vong vì cái virus COVID-19 cả. Nhưng mà khi nghe tin ở những thành phố khác, những tiểu bang khác, cái dịch virus COVID-19 lây lan rất là nhanh và ở Washington đã có 6 ca tử vong thì mọi người ai ai cũng lo lắng và đổ xô về siêu thị để mua những cái vật dụng cần thiết, những món ăn cần thiết để dự trữ ở trong nhà. Thì các bạn có thể tưởng tượng ở những tiểu bang khác như Washington, California đã thông báo có ca nhiễm bệnh cũng như có người tử vong thì mọi người sẽ lo lắng và hoang mang như thế nào. Và những ở cửa hàng siêu thị, người ta đổ xô đi mua nhiều và đông như thế nào, các bạn có thể tưởng tượng được. Lây lan và nâng số người tử vong nhanh, COVID-19 đang có khả năng cao bùng phát tại Mỹ. Việc đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ cho thấy mọi người đã lo lắng như thế nào trước đợt dịch bệnh lần này. Hy vọng Mỹ cũng như các nước trên toàn thế giới sẽ kiểm soát dịch bệnh tốt và ngăn chặn sự lây lan để mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Và mình tin rằng với mọi người bây giờ, ai ai trên toàn thế giới cũng đều mong ước cái đại dịch bệnh này nó qua nhanh để trả lại cuộc sống yên an, hạnh phúc
của mọi người như trước đây đã từng, phải không các bạn?